Toronto đóng cửa các cơ sở, hủy bỏ nhiều chương trình vì tỉnh đóng cửa trở lại. Quyết định của Ontario về việc đảo ngược các kế hoạch mở cửa COVID đã khiến cho thành phố ngưng các chương trình và dịch vụ cho đến khi có thông báo mới. Và các kế hoạch tái triển khai công nhân của thành phố hoặc là bị bệnh do COVID hoặc là bị buộc thôi việc do bắt buộc phải tiêm vaccine đang được tiến hành trong nỗ lực giữ cho các dịch vụ quan trọng của thành phố hoạt động. Việc đóng cửa diễn ra một ngày sau khi tỉnh thông báo gia hạn việc đóng cửa và hạn chế đối với các doanh nghiệp của thành phố, bao gồm cả lệnh cấm trở lại ăn uống ở trong nhà. Khi được hỏi tại cuộc họp báo chiều thứ ba, thị trưởng John Tory đã đưa ra câu trả lời rõ ràng về kế hoạch của thành phố để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng cho rằng việc ban hành các biện pháp như vậy không phải là nhiệm vụ của thành phố. Ông nói, chính quyền thành phố, nhiệm vụ chính là duy trì các dịch vụ quan trọng và các dịch vụ thiết yếu, đưa người dân đi tiêm chủng, v.v. Các dịch vụ của thành phố sẽ đóng cửa vào ngày thứ tư, bao gồm tất cả các phòng trưng bày ở trong nhà, như là viện bảo tàng, vườn thú, không gian họp ở trong nhà và nhà hát, trung tâm thể dục, hồ bơi và đấu trường trong nhà. Các sân trượt tuyết ngoài trời thuộc sở hữu của thành phố và đồi trượt tuyết sẽ vẫn mở cửa. Các chương trình bị hủy bỏ bao gồm các chương trình chăm sóc và giải trí sau giờ học, tất cả các chương trình giải trí mùa đông trong nhà. Kể từ thứ hai, ngày 10 tháng Giêng, tình trạng thiếu nhân sự do bệnh tật và việc bắt buộc tiêm chủng sẽ đóng cửa gần một nửa số chi nhánh của Thư viện Công cộng Toronto. Đối với các nhân viên được làm việc sẽ được phân bổ điều tới 52 chi nhánh để có thể tiếp tục mở cửa. Sở thú Toronto cũng thông báo rằng họ cũng sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 27 tháng Giêng, bất chấp các quy định của chính phủ cho phép điểm du lịch ở phía đông của thành phố hoạt động như là một địa điểm ngoài trời.